Gia nhân đẹp 10 năm như một của Thiên Long Bát Bộ có đời tư bí ẩn. Sau hơn 20 năm kể từ Thiên Long Bát Bộ phiên bản 1997, Hà Mỹ Điền vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp của mình. Suhu mới đây đã chia sẻ hình ảnh của Hà Mỹ Điền trong tạo hình nhân vật Trung Linh trong tác phẩm đình đám Thiên Long Bát Bộ phiên bản năm 1997 ở chương trình Vương Bài đối Vương Bài. Sau 20 năm kể từ khi bộ phim phát sóng, nữ diễn viên vẫn giữ được phong độ về ngoại hình trẻ trung xinh đẹp của mình, dù hiện tại cô đã 46 tuổi. Theo trang Sohu, nhiều khán giả cho rằng Hà Mỹ Điền bao nhiêu năm nay cô ấy vẫn không già đi chút nào, nét mặt vẫn y nguyên. Điều đó giúp cô được mệnh danh là mỹ nhân có vẻ đẹp 10 năm như một. Trung Linh là nhân vật góp phần tạo nên sự nổi tiếng của Hà Mỹ Điền. Dù đất diễn của cô không nhiều, nhưng diễn xuất tinh tế và vẻ đẹp trong sáng đã giúp nữ diễn viên sinh năm 1975 nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Trước đó, cô đã được mệnh danh là sư cô đẹp nhất màn ảnh khi thủ vai Nico Nghi Lâm trong bộ phim Tiếu Ngạo Sang Hồ phiên bản 1996. Hà Mỹ Điền sinh năm 1975, một thời là bông hoa của TVB. Từ nhỏ, cô theo học thể dục dụng cụ nhưng sau đó chuyển sang diễn xuất. Nữ diễn viên là gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ phim như Thiên Long Bát Bộ 1997, Thiếu Niên Anh Hùng Phương Thế Ngọc, Liên Thành Quyết hay Phi Hồ Ngoại Truyện. Cô sở hữu nhan sắc ngây thơ, đôi mắt to long lanh, chiếm được tình cảm của khán giả. Tuy nhiên, cũng chính ngoại hình này khiến cô bị đóng khung các vai diễn khi thường xuyên được giao những vai đáng yêu, thuần khiết. Nhiều năm qua, Hà Mỹ Điền ít xuất hiện trên màn ảnh, khán giả chỉ có thể thấy cô qua những hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội và thi thoảng cô cũng tham gia một số chương trình giải trí. Nữ diễn viên khá kín tiếng và bí ẩn trong đời tư, cô từng dính tin đồn đã kết hôn và có con với đại gia nhưng đã phủ nhận. Ở tuổi 46, Hà Mỹ Điền vẫn chưa từng công khai tình cảm và vẫn sống độc thân vui vẻ. Cô hay chia sẻ những khoảnh khắc đi du lịch mọi nơi, tận hưởng cuộc sống. Có lẽ cuộc sống này giúp nữ diễn viên trẻ trung yêu đời hơn, nên sau nhiều năm, nàng Trung Linh năm nào vẫn duy trì được sắc vóc đáng ngưỡng mộ.